Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Trong bài phát biểu tối ngày 28 tháng 8, Tổng thống Zelensky thừa nhận Pokrov, thành phố ngã ba trọng yếu của Ukraine ở tỉnh Donetsk, đang đối mặt tình thế khó khăn do Nga dồn sức tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn nội dung báo cáo chiến trường của Tư lệnh quân đội Oleksandr Zizky cho biết, tình thế ở Pokrov và các khu vực ở tỉnh Donetsk đang đặc biệt khó khăn. Nga đã tập trung lực lượng lớn nhất ở đây và coi đó là mũi tấn công then chốt. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cũng xác nhận tình hình nóng nhất là tại mặt trận Pokrov, thêm rằng giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở hàng loạt ngôi làng gần thành phố. Cơ quan này cho hay, đối phương đã 38 lần tấn công các vị trí quân đội Ukraine, đụng độ vẫn tiếp diễn tại 14 địa điểm. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trong bản tin chiến sự ngày 28 tháng 8, quân đội Nga tuyên bố đã giành được làng Kamishevka ở tỉnh Donetsk và đang tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine. Pokrov, còn gọi là Krasnoarmeysk, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Đô thị này nằm cách Avdiivka khoảng 40 km về phía Tây Bắc, ăn ngưỡng ngã ba chiến lược hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut, đồng thời nằm cạnh tuyến đường sắt đi qua Avdiivka. Nếu mất Pokrov, lực lượng Ukraine sẽ để hở sườn phía nam của thành trì Chasovka cùng các đô thị lân cận là Kramatorsk và Slavyansk. Kiểm soát Pokrov sẽ giúp Nga làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine tại Donetsk, tiến gần hơn mục tiêu là kiểm soát toàn bộ tỉnh. Quân đội Nga gần đây tăng tốc độ tiến quân hướng về Pokrov và liên tục tuyên bố giành các ngôi làng, khu định cư quan trọng gần thành phố. Các đơn vị Nga hiện chỉ còn cách Pokrov khoảng 10 km. Giới chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán các gia đình ở Pokrov và khu vực lân cận. Trong bối cảnh Ukraine tấn công Kursk, Tổng thống Zelensky cũng tăng cường kêu gọi đồng minh phương Tây dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tấn công sâu vào Nga, nhất là đối với tên lửa Storm Shadow, vốn có thể tránh radar đối phương và bắn trúng mục tiêu cách xa tới 305 km. Ukraine được cho là đã được Anh bật đèn xanh sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công bán đảo Crimea và khu vực khác do Kiev tuyên bố chủ quyền. Theo tờ The Telegraph, quyết định về cách Ukraine sử dụng tên lửa không chỉ tùy thuộc vào London vì chúng được sản xuất với sự hợp tác chặt chẽ từ Pháp và Mỹ. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa để tấn công những địa điểm ở Nga, nhưng quan chức Mỹ vẫn chưa muốn cấp quyền tương tự. Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ lo ngại việc sử dụng tên lửa tầm xa ngay cả khi không có sự chấp thuận từ Washington có thể làm leo thang và dẫn đến việc quân đội Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Cho đến thời điểm hiện tại, Anh vẫn chưa chính thức yêu cầu Washington về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer không muốn có khác biệt về quan điểm với đồng minh về vấn đề này, mặc dù trước đó ông tuyên bố Kiev được phép tự do sử dụng vũ khí do Anh cung cấp. Nga từ lâu đã chỉ trích phương Tây vì viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các cuộc tấn công đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột. TV hôm 28 tháng 8, Tổng Giám đốc Úc Hydro Energo, công ty quản lý nhiều nhà máy thủy điện hàng đầu Ukraine, Igor Sirota cho biết, các nhà máy thủy điện ở Ukraine bị hao hụt hơn 40% sản lượng kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Cũng theo ông Sirota, tất cả các nhà máy thủy điện ở Ukraine đều bị hư hại ở nhiều mức độ. Ông Sirota nói trên kênh Radar TV, hiện nay không có nhà máy thủy điện nào là chưa bị tấn công, chúng tôi thiệt hại rất nhiều. Chúng tôi mất nhà máy thủy điện Kakhovka, trong khi nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine Dnipro đang ngừng hoạt động. Những nhà máy còn lại đang trong giai đoạn khôi phục. Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục càng nhiều càng tốt những gì có thể trước mùa thu đông. Chúng tôi cần phải làm rất nhiều việc. Người đứng đầu công ty Úc Hydro Energo cho biết, quá trình khôi phục các nhà máy thủy điện rất phức tạp, do các thiết bị cần thiết hiện chỉ có ở nước ngoài, hơn nữa thời gian khôi phục rất dài. Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này bị hao hụt 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng thủy điện do ảnh hưởng từ chiến sự. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết hơn 800 cơ sở cung cấp nhiệt, bao gồm các nhà máy thủy điện, điện gió và năng lượng mặt trời bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn ở Ukraine. Một bản báo cáo được công bố hôm 14 tháng 8 của công ty tư nhân lớn nhất trong ngành năng lượng tại Ukraine, DTEK cho thấy, công ty này bị mất khoảng 90% công suất điện từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện gió và nhà máy năng lượng mặt trời. Theo hãng thông tấn Nga RIA, DTEK cũng tiết lộ họ đã phải chi đến 48,6 triệu đô la Mỹ từ đầu năm 2024 đến nay để khôi phục các nhà máy nhiệt điện bị hư hỏng do các đợt tấn công từ phía Nga. Cách đây vài ngày, Kiev cho biết
Đợt không kích quy mô lớn của Nga tại 15 khu vực khắp nước này chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các quan chức Kiev cho rằng Moscow tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm làm suy yếu hệ thống năng lượng của người dân nước này vào mùa đông, tức thời điểm người dân cần điện và hệ thống sưởi ấm. Ngày 28 tháng 8, Văn phòng Công tố Paris thông báo, tòa án đã truy tố nhà sáng lập Telegram Durov 6 tội danh, trong đó có tội đồng lõa phát tán hình ảnh không đứng đắn của trẻ em, buôn ma túy, rửa tiền, từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Công tố viên Paris Laura Bekow cho biết, thẩm phán kết luận rằng có cơ sở để điều tra chính thức về vụ việc. Do vậy, ông chủ Telegram bị đặt dưới sự giám sát tư pháp và bị cấm rời khỏi Pháp trong thời gian này. Ông Durov được tại ngoại với số tiền bảo lãnh hơn 5 triệu đô la Mỹ, song phải trình diện đồn cảnh sát 2 lần trên tuần. Ông Durov, 39 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Paris Le Bourget khi máy bay riêng chở ông từ Azerbaijan đáp xuống Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định ông Durov bị bắt vì điều tra tư pháp không liên quan đến chính trị. Ông Durov sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 2014, ông rời Nga sau khi bị mất quyền kiểm soát đối với công ty mạng xã hội trước kia của mình là Vkontakte. Ông từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc chặn các nhóm đối lập trên nền tảng này và sẽ không giao dữ liệu về những người biểu tình Ukraine cho các cơ quan an ninh. Ông chuyển đến Dubai vào năm 2017 và trở thành công dân Pháp vào tháng 8 năm 2021. Doanh nhân này được cho là sở hữu khối tài sản hơn 15 tỷ đô la Mỹ. New York Times vừa qua dẫn lời cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, tướng Kenneth McKenzie cho biết, Iran có thể tấn công các cơ sở ngoại giao của Israel ở châu Phi, châu Âu và Mỹ Latin để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Theo tướng McKenzie, các đại sứ quán của Israel có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công của Iran do các cơ sở này không được bảo vệ. Theo New York Times, các quan chức Mỹ tin rằng Iran trì hoãn trả thù Israel vì còn chờ các cuộc đàm phán về thỏa thuận ở giải Gaza kết thúc. Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở giải Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 để đáp trả cuộc tấn công của Hamas. Trong bối cảnh Israel phải đối mặt với sức ép quốc tế ngày càng gia tăng trước tình hình bạo lực như vậy tại bờ Tây, quân đội Israel ngày 28 tháng 8 thừa nhận họ đã không bảo vệ được dân thường khi những người định cư thực hiện một cuộc tấn công vào một ngôi làng của người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội cho biết họ đang lên kế hoạch bắt giữ thêm các đối tượng liên quan. Trong một báo cáo về cuộc điều tra vụ việc, quân đội Israel cho biết ban đầu quân đội và cảnh sát đã không kiểm soát được tình hình và đáng lẽ phải hành động quyết đoán hơn. Avi Blut, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội cho biết, đây là một vụ khủng bố rất nghiêm trọng mà người Israel cố tình gây hại cho cư dân thị trấn Zid. Chúng tôi đã không đến sớm hơn để bảo vệ họ. Báo cáo cũng nêu rõ các thành viên của một đội an ninh phản ứng nhanh ngoài giờ làm việc đã xuất hiện ở gần đó, không mặc đồng phục và có những hành động trái với thẩm quyền. Hai thành viên của đội phản ứng nhanh đã bị kỷ luật và tịch thu vũ khí. Theo đánh giá điều tra, cuộc tấn công vào làng Zid lớn hơn các cuộc đột kích gần đây của những người định cư ở bờ Tây. Tình trạng bạo lực nhằm vào các ngôi làng của người Palestine đã gia tăng khi việc xây dựng khu định cư lan rộng không kiểm soát trên khắp bờ Tây và Israel tiến hành chiến dịch trên bộ bờ rộng ở Gaza sau một cuộc tấn công xuyên biên giới của các tay súng Palestine. Cuộc tấn công vào làng Zid cùng lúc với sức ép gia tăng từ các đồng minh phương Tây đã buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các nhà lãnh đạo khu định cư phản ứng lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, cho tới nay, các vụ truy tố liên quan đến những vụ bạo lực của người định cư tương đối hiếm khi xảy ra. Cũng trong ngày 28 tháng 8, ngay khi báo cáo điều tra được công bố, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một quan chức an ninh khu định cư Israel ở bờ Tây và tổ chức Hashomerjot, một tổ chức phi chính phủ, tuyên bố giúp bảo vệ những người định cư trái phép ở Nam Hebron. Đầu năm 2024, nhóm này đã rào làng, buộc 250 người Palestine phải di rời. Cá nhân đối tượng Zidhok Levi Phalen cũng bị trừng phạt vì cầm đầu nhóm định cư có vũ trang tấn công người Palestine. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh, bạo lực của người định cư cực đoan ở bờ Tây gây đau khổ, đe dọa an ninh Israel và làm suy yếu triển vọng hòa bình khu vực. Ông nhấn mạnh, Israel cần truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng gây bạo lực nhằm vào dân thường Palestine. Về phần mình, Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, Thủ tướng Netanyahu phản đối lệnh trừng phạt trên của Mỹ, khẳng định Tel Aviv đang xem xét kỹ lưỡng và thảo luận sâu rộng vấn đề này với Washington. Lệnh trừng phạt trên được đưa ra cùng ngày Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào bờ Tây, bất chấp cảnh báo từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về nguy cơ leo thang xung đột.